Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Tài chính từ thống kê 6 tháng đầu năm 2024 do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ mô tô xe gắn máy gần 432 tỷ đồng, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Với mức phí bảo hiểm bắt buộc theo quy định là 60.000 đồng một xe máy, số lượng xe máy được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trên 7 triệu xe. Theo số liệu của các tổ chức nghiên cứu thị trường phân tích thị trường xe cá nhân hai bánh ở Đông Nam Á năm 2024, số lượng xe máy ở Việt Nam khoảng 72 triệu chiếc. Như vậy, tỷ lệ xe máy có bảo hiểm bắt buộc chỉ khoảng 10%, tức 10 xe máy tham gia giao thông chỉ một xe có bảo hiểm bắt buộc. Hiện mức xử phạt với lỗi vi phạm không có bảo hiểm bắt buộc với chủ xe máy theo quy định là 100 đến 200 000 đồng một lượt vi phạm. Theo dự thảo các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, dự dự kiến có hiệu lực từ đầu năm tới, trong quy trình làm việc, cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu chủ xe máy xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc.